Ở Việt Nam, bà Tân Lộc biến thành hiện tượng lạ bởi phong cách làm YouTuber không giống ai. Cũng chọn lĩnh vực ẩm thực nhưng thay vì chọn dạy nấu ăn, trải nghiệm đồ ăn hoặc khám phá đồ ăn thế hệ lạ như nhiều người từng làm, thì bà Tân chọn lối đi riêng khi liên tục sản xuất những clip chế biến các món ăn siêu to đẩy đà khiến dân mạng trầm trồ ngắm đã mắt. Từ trà sữa, bánh bông lan, kem que cho đến đùi gà rán, lẩu thái siêu cay. Món gì bà Tân cũng làm được với kích cỡ đẩy đà bằng những dụng cụ riêng do bà chế ra để phù hợp với việc làm lốc. Mỗi khi xong xuôi món ăn, bà sẽ đem đi mời hàng làng trải nghiệm cùng. Cụ ông re đi tiền bối của bà Tân lốc với xu hướng làm những món siêu to đẩy đà. Đạt được cả nút tiếng thưởng YouTube chỉ sau 20 ngày lập kênh, song bà Tân vẫn được coi như tân binh trong trào lưu nấu đồ ăn siêu to đẩy đà mà thôi, bởi trên thế giới đã có nhiều người làm clip giống thế rồi. Cụ ông Reddy người Ấn Độ là một ví dụ tiêu biểu, bởi thâm niên 2 năm nấu các món cỡ bự trên kênh Rangba Kitchen đã giúp ông nổi tiếng khắp thế giới, được 6 triệu người dùng follow thèm xuyên. Không rõ ràng bà Tân có từng tham khảo video của cụ ông Reddy hay không, nhưng phong cách làm lốc cũng na ná, ai xem cũng nhận ra ngay. Hình ảnh quen thuộc của cụ ông người Ấn với hàng triệu khán giả bên những món ăn độc đáo. Tuy nhiên, có một điều đáng buồn là từ nay các fan ái mộ sẽ không còn được xem clip do cụ ông Reddy làm ra nữa. Rangba đáng yêu đương đã qua đời vào ngày 27 tháng 10 vừa qua, đám tang của ông được tổ chức long trọng với sự tham gia của vô số người. Những khoảnh khắc đẹp nhất trong 2 năm làm lốc, cũng như hành trình cuối cùng qua miền Vĩnh Hằng của cụ Reddy đã được tổng hợp lại trong video cuối cùng có tên Rangba Sợ An Emo So Nang Ngang Hi Tao Chinh Phi Nang Giao Ni. Video công bố sự đi ra bổn ngột của cụ ông Reddy người con trai đẩy đà của trẻ em mồ côi Ấn Độ, YouTuber nổi tiếng của kênh Rangba Kitchen. Chỉ sau 14 giờ đăng tải, video này đã hấp dẫn hơn 1 triệu lượt xem, với hơn 60.000 bình luận đầy ngỡ ngàng, tiếc nuối và buồn bã của đồng đội mạng. Tất cả là nhờ tấm lòng nhân ái cùng những điều tốt đẹp mà ông Reddy đã làm khi còn sống khiến ai cũng kính nể, tiếc yêu đương ông vô cùng. Cụ ông 73 tuổi đáng kính đã đi ra, để lại di sản to lớn đầy lạnh trị nhân dân là kênh YouTuber chuyên nấu các món ăn đẩy đà cho trẻ em nghèo. Theo những gì dân mạng khám phá thì năm nay cụ Reddy khoảng 73 tuổi. Suốt mấy năm qua, cụ đã dành toàn bộ thời gian để thực hiện một mục đích cao cả, đó là nấu các món ăn đẩy đà cho trẻ mồ côi, trẻ em nghèo ở vùng quê Ấn Độ. Việc làm này không mang lại lợi nhuận nào ngoài mục đích mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những đứa trẻ kém may mắn, ít nhất là chúng cũng có thức ăn ngon. Hàng triệu người khắp thế giới luôn ủng hộ và yêu đương cụ Reddy bởi các món do cụ làm ra không hề bị bỏ phí mà đều được dành cho các em bé có hoàn cảnh đáng yêu đương. Những món mà cụ Reddy chọn kém làm từ gà, bột, rau củ và dễ chuẩn bị nguyên liệu như bánh tuốt gà rán trứng, cơm trộn biryani truyền thống Ấn Độ, mì Ý, khoai chiên, salad, đồ ăn chay kiểu Ấn, bánh bông lan. Thường thì có thêm 2-3 người quen nữa phụ giúp ông làm tất cả các khâu cho đến tận lúc chia đồ ăn cho các em bé. Mỗi video có độ dài từ 12-15 phút, theo format là bắt đầu bằng triết lý cuộc sống hoặc câu nói nổi tiếng của các vĩ nhân, kêu gọi mọi người sống nhân văn, ân cần đến nhau, đối xử thiện lành với thế giới xung quanh, sau đó là nắm tay vào nấu nướng, rồi mang đồ ăn cho lũ trẻ. Câu nói quen thuộc của cụ ông Reddy cũng là ông của các cháu đây, nghe khá quen giống bà chào các cháu của bà Tân Lốc phải không? Các góc quay trong lốc của cụ Reddy đều rất đẹp, dung dị một mạc, toàn cảnh làng quê, cây cối, đồng ruộng nhưng rất sắc nét, tuyệt vời và nhiều cảm xúc. Kênh Rangba Kitchen được lập ra vào tháng 8 năm 2017 bởi cháu ruột của cụ Reddy, đến nay đã sở hữu hơn 6 triệu khán giả và hơn 623 triệu view từ khoảng 200 video mà cụ Reddy thực hiện cùng người quen. Mỗi lần nấu các món ăn đẩy đà, cụ ông 73 tuổi lại cùng cộng sự mang dụng cụ sơ chế, nấu ăn ra ngoài trời, chủ yếu là cánh đồng rộng hoặc trong vườn, dưới tán cây. Hình ảnh gần gũi của cụ Reddy thực sự đã chạm đến trái tim của nhiều người, với di sản mà ông để lại trên kênh YouTube, hy vọng rằng sẽ có ai đó tiếp tục làm điều thiện mà ông đang thực hiện dang dở.